Anh Tâm, đứng đừng có đứng gần bố quá. Đó, cái đèn hải đăng. Hai Minh, Minh làm gì đó? Như là anh đang đứng bị mẹ nó dụ chụp hình, như là anh còn khờ. Bây giờ chụp hình kêu ngồi ngoan ngoãn, chừng bằng tuổi Thanh Tâm là không chụp nữa.